quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là một ngày được tất cả các em nhỏ trông đợi. Ngày Chủ nhật 29 tháng 5, các bạn trẻ trong câu lạc bộ tình nguyện Niềm tin và Hy vọng đã mang đến cho các em nhỏ đang điều trị ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Hà Nội một ngày Tết thiếu nhi tràn đầy tình yêu thương. Thấu hiểu những khó khăn vất vả của mỗi gia đình, cùng với mong muốn mang đến cho các bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương một ngày quốc tế thiếu nhi như bao trẻ em khác, câu lạc bộ Niềm tin và Hy vọng đã chuẩn bị hơn 300 món quà nhỏ và nhiều chương trình đặc sắc. Đây cũng là hoạt động thường niên của câu lạc bộ mỗi dịp Tết thiếu nhi. Câu lạc bộ Niềm tin và Hy vọng mong muốn được giúp các bé có thêm những cái niềm vui, tiếng cười, mang đến những tiết mục xiếc ảo thuật, tạo một cái không khí, một cái không gian cổ tích thật là đẹp, thật là lung linh, làm cho các bé cũng có một cái ngày Tết thiếu nhi ấm áp và thêm nhiều ý nghĩa hơn để giúp các bé có thêm nghị lực để chiến đấu với căn bệnh này. Bên cạnh những món quà nhỏ với chủ đề sắc màu tuổi thơ, chương trình năm nay đã mang đến những tiết mục đặc sắc gắn liền với tuổi thơ và những ước mơ của các bé. Các bé cũng được trở thành những diễn viên, những nhà ảo thuật nhí ngay trên sân khấu cùng các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Chương trình đã mang đến cho các bé và các bậc phụ huynh sự động viên khích lệ rất lớn. Tôi rất mong muốn là mọi người cùng chia sẻ để cho các cháu có niềm vui, bởi vì các cháu ở trong phòng bệnh rất là khó khăn, bởi vì là suốt ngày các cháu, cái tuổi của các cháu là được ăn chơi, mà bây giờ các cháu phải nằm trong bệnh viện, rất khó khăn, rất vất vả. Suốt ngày các cháu chuyển làm thì hóa chất, chuyển kháng sinh, và các cháu vất lắm, có những cháu còn không đi được, bởi cháu như tôi đấy, chân cũng đang yếu, cũng chưa đi nổi. Con cảm thấy rất vui khi được thầy các cô tặng cho con món quà nhỏ. Con muốn trở thành bác sĩ để con chữa bệnh cho mọi người. Thành lập cách đây 6 năm, câu lạc bộ Niềm tin và Hy vọng hoạt động với mục đích mang đến thật nhiều niềm vui cho các em nhỏ thiếu may mắn tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Hiện câu lạc bộ có hơn 30 thành viên là các bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội. Hàng tuần, họ vẫn thường tới đây chăm sóc các bé.